Trong loạt vlog mới nhất của Lưu Khải Uy, nhiều người không khỏi đoán già đoán non về tâm trạng của nam diễn viên khi về quê của Dương Mịch. Lưu Khải Uy và Dương Mịch quyết định ly hôn năm 2018, chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm nhiều thị phi và scandal. Rất nhiều người nuối tiếc cho mối tình của cả hai bởi trước đây, cặp Uy Mịch chính là đôi vợ chồng kiểu mẫu, nhận được sự yêu mến của hàng triệu người hâm mộ. Sau khi đường ai nấy đi, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đều không đề cập tới nhau trước truyền thông. Vậy nhưng mới đây, tài tử họ Lưu lại có động thái gây xôn xao mạng xã hội khiến không ít cnet liên tưởng tới việc anh đang mong nhớ Dương Mịch. Trên Weibo, nam diễn viên chia sẻ một vlog ngắn khoe một ngày tham quan Bắc Kinh, quê hương của vợ cũ. Điều đáng nói, trong suốt vlog này, Lưu Khải Uy không thể giấu nỗi buồn trong đôi mắt. Đi qua những con phố tấp nập người qua lại, chồng cũ của Dương Mịch càng tỏa ra buồn bã. Hình ảnh nam diễn viên cô đơn chờ tàu điện ngầm tới đón, trong clip những dòng chia sẻ đầy tâm sự của Lưu Khải Uy dần hiện lên. Được bao bọc trong khói lửa nhân gian, đong đếm những điều bình thường và suy nghĩ vụn vặt, có cả những người đồng hành thoáng qua đã khiến cho đêm tối nơi đây được lấp đầy. Vào một quán ăn, vì chỉ đi một mình nên nam diễn viên xin phép ngồi chung bàn, nghe các bậc tiền bối trò chuyện. Ăn xong, nam diễn viên tới một ga tàu điện ngầm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Một mình anh đứng lặng im, đưa đôi mắt nhìn xa xăm. Trên mạng xã hội, rất nhiều ý kiến đồn đoán cho rằng khi nhìn cảnh sắc quen thuộc ở Bắc Kinh, Lưu Khải Uy xúc động vì nhớ tới Dương Mịch và khoảng thời gian tươi đẹp hồi còn bên nhau. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng từng đón một mùa Tết ở Bắc Kinh nên đối với nam diễn viên, nơi đây như quê hương thứ hai. Chính vì điều này mà truyền thông và người hâm mộ đều cho rằng tài tử họ Lưu đang nuối tiếc chuyện tình dang dở với người đẹp tam sinh tam thế. Tháng 12 năm 2018, Dương Mịch và Lưu Khải Uy bất ngờ công khai chuyện ly dị. Cả hai có với nhau cô con gái Tiểu Gạo Nếp. Kể từ khi công bố yêu nhau vào năm 2012, Dương Mịch và Lưu Khải Uy luôn là một trong những cặp đôi ngọt ngào nhất Hoa ngữ. Tuy nhiên, một năm sau khi kết hôn, người ta rất hiếm thấy khoảnh khắc lãng mạn của cả hai. Một số nguồn tin cho hay mối quan hệ giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy đã rạn nứt ngay sau 2 năm họ trở thành vợ chồng bởi cả hai đều là nghệ sĩ, đều tham vọng với sự nghiệp riêng. Sự xa cách thường xuyên khiến họ không giữ được tình yêu say đắm như ban đầu. Kết quả chia tay là điều mà khán giả hâm mộ đã nhìn thấy từ trước, nhưng khi cặp sao thông báo họ vẫn không khỏi xót xa. Giải thích lý do cuộc hôn nhân giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy tan vỡ, một nguồn tin từng nói, Dương Mịch là con người của công việc, cô ấy sẵn sàng dành tất cả cho nghệ thuật. Thực tế, thời gian cô ấy ở nhà còn ít hơn trên phim trường khiến mẹ chồng không hài lòng. Năm 2019, Dương Mịch từng giải thích lý do khiến cô đồng ý kết hôn với Lưu Khải Uy là vì nếu không phải vì có con gái ngoài ý muốn tôi cũng không lấy anh ấy. Câu nói của nữ diễn viên nổi tiếng từng nhận sự chú ý của cư dân mạng và nhiều người tin rằng Dương Mịch cố gắng duy trì hôn nhân là vì con gái. Sau thông báo ly hôn, Dương Mịch dồn sức cho sự nghiệp, cô bận rộn với những bộ phim, những chương trình quảng cáo, các sự kiện trong và ngoài nước. Trong khi Lưu Khải Uy quyết định về Hồng Kông làm việc để có thời gian gần con gái. Chính vì vậy, Dương Mịch bị công chúng chỉ trích mải mê yêu đương và tham vọng phát triển sự nghiệp, bỏ rơi cô con gái Tiểu Gạo Nếp tại Hồng Kông cho chồng cũ và gia đình nhà chồng. Về phần Lưu Khải Uy, anh lại được truyền thông quan tâm vì luôn xuất hiện giản dị tại trường của con gái, đưa đón cô bé đi học, đi chơi. Dương Mịch và Lưu Khải Uy từng khẳng định rằng dù không còn là vợ chồng nhưng họ sẽ làm mọi cách và làm những điều tốt nhất cho con gái Tiểu Gạo Nếp. Song truyền thông Trung Quốc bắt mẻ việc Dương Mịch rất hiếm về Hồng Kông thăm con gái. Cô không ít lần bị nhận xét chê trách là bà mẹ vô tâm vô trách nhiệm. Trước những bình luận không hay về cuộc sống của bản thân, Dương Mịch từng tuyên bố cô không quan tâm và không bao giờ để những tin đồn thị phi làm ảnh hưởng tới cảm xúc hay cuộc sống của chính mình. Hậu ly hôn, Dương Mịch cũng vướng vô số tin đồn tình cảm, trong đó phải kể đến thiếu gia Ngụy Đại Huân. Trong khi đó, chồng cũ của cô Lưu Khải Uy không công khai bất kỳ mối quan hệ nào, sự nghiệp cũng dừng chân tại chỗ.